Hi, xin chào mọi người nha. Chào mừng bà con chú anh chị đã trở lại với kênh của Nguyễn Hải nha. Thì hôm nay tem mình nó đi đâu hết rồi, con ở đây mình nè. Nay sẵn tiện chạy xe lên đây, ghé xuống giường tí. Thì xuống đây ngồi nói chuyện với bạn chút. Thì mấy hôm nay có một số câu hỏi hay là một số thắc mắc dành cho mọi người đúng không? Thì cũng có nhiều bạn comment cũng hỏi tại sao anh có gia đình rồi anh lại giấu, anh có vợ có con anh lại giấu. Thì đơn giản thôi, không phải là mình giấu. Mình chỉ nghĩ đơn giản là cái mình cần gửi đến mọi người á là những cái video hàng ngày xả chat sau ngày làm của mọi người, hay là sau cái buổi ăn cơm mọi người thường thường hay là bắt mình xem. Mình chỉ nghĩ đơn giản là đó là cái chuyện đời tư của mình, chắc mọi người không quan tâm đâu. Nhưng mà nếu các bạn thắc mắc á thì mình sẽ trả lời cho mọi người nghe. Thì mình mong sau cái câu chuyện này tụi mình bỏ qua tất cả để mà tiếp tục mình làm video hay hoặc là vui vẻ cho mọi người xem, để sau mình có cái để xem sau cái ngày các bạn đi làm về. Thì dạo gần đây á, các bạn cũng lướt TikTok, các bạn cũng gặp những cái thành phần mà hay lấy hình cũ của mình moi móc lên, thì làm cho các bạn hiểu lầm rồi mình vậy đó. Nhưng mà sự ra là mình kể cho bọn em câu chuyện như thế này, là năm 2016, cái lúc đó là mình làm quán nhậu, mình có quen một người. Thì một thời gian sau, nhiều khi mình điện về cho ba mẹ mình cũng hay tâm sự với ba mẹ mình, rồi con làm cái nghề đó gì đó, tại vì lúc trước mình đâu có xe gì đâu, mình ở đó mẹ mình, ba mẹ mình ở quê thì lâu lâu chỉ điện về hỏi thăm này kia thôi. Thì ba mẹ mới nói thôi bây giờ con kiếm cái nghề gì con làm đi. Mình mới nói thôi giờ con gắng làm hết năm nay đi, rồi năm sau là năm 2017 á là mình thôi làm cái công việc đó. Mình làm quán nhậu xong rồi một thời gian cái mình anh làm bếp mình nấu. Thì ba mẹ nói là cái nghề lông bông đó thì con kiếm cái nghề nào cũng như ổn định con làm đi, để mình đi suốt mọi người, lâu lâu mình nhảy quán này nhảy quán kia mình làm vậy đó. Rồi mình mới xin vô làm công ty. Thì lúc mình làm công ty á, mình có quen một người, trước đó mình quen, mình không có nói tên, mình chỉ nói là cái người đó thôi, là cái người vợ một trước của mình á là quen. Rồi thời gian mình muốn nói với ba mẹ mình tính cái chuyện đám cưới, tại vì cho dù mình có nghèo khổ đi nữa mình cũng gắng lo một cái đám cưới cho nó hoàn, nó cũng có cho mọi người đúng không. Thì mình mới xin vào làm công ty. Thì lúc mà xin á thì người ta không có nhận. Mình mới chạy xuống dưới bên công ty khác mình xin tiếp. Ở dưới quê mình á là mình có xin vô công ty cá cha phi lê đó mình làm đó, nhưng mà ta không nhận. Rồi mình tính soạn đồ mình đi Sài Gòn hay Bình Dương mình làm gì đó. Rồi người ta mới nhắn tin cho mình đó là mình kêu mình thử việc. Là công ty lúc trước mình làm ở dưới Châu Thành dưới này nè. Rồi một thời gian mình mới nói với ba mẹ, tại mình với người đó cũng vẫn còn quen. Thì mình mới nói với ba mẹ là tính về đám cưới. Thì lúc đó nhà mình kiểu như khổ lắm mọi người. Rồi mẹ mình mới vay tiền nhà nước để làm cái đám cưới cho mình. Thì mẹ mình mới vay tiền nhà nước để mua vàng, mua đá bông với lại nhà cộng dây chuyền, để xuống dưới là có làm cái lễ cho nó hoàn thiện với người ta. Thì khi mình xuống dưới bên kia làm đám xong xuôi hết rồi, thì một thời gian sau mình đi làm rồi mình có con, có một bé gái. Mà trong khoảng thời gian đó cái tuổi của mình á là cái tuổi ăn chưa no lo chưa tới. Thì hai bên gia đình có xảy ra xích mích một số chuyện. Lúc trước là hai bên cũng cãi vã nhiều thứ, cãi vã rồi hàng gắn lại. Có vợ con phải khoe chứ làm gì mà giấu đúng không, tại vì có một cái góc khuất gì đó mình không thể nói được. Rồi kiểu như thì cãi qua cãi lại xong thời gian rồi không có ở với nhau nữa. Thì lúc đó mình ở dưới, mình ở dưới gần 2 năm, mình ở bên nhà người ta 2 năm trời. Đủ cái chuyện trên đời, khóc không ra tiếng luôn, khóc hết nước mắt luôn. Xong rồi chịu hết nổi mình mới nghỉ, mình đi về đây. Mình đi về đây là năm 2019, là bắt đầu công việc của mình. Lúc đó là mình, trước đó mình đi làm công ty mình có dành dụm được một số tiền để sau này cho phòng cho bản thân mình. Mà thiệt, cái số tiền đó mình dành dụm sau này cái mình mua cái dàn máy tính. Mình mua cái dàn máy tính để về mà mình làm YouTube. Mình mê YouTube lâu rồi mà tại kiểu như không có điều kiện nên mình không có làm được. Tới sau này rồi mình mới gom tiền về để mà mình làm YouTube. Cái lúc mình về trên này á là mình không còn gì để mắc hết trơn mọi người. Kiểu như bây giờ hai bàn tay trắng rồi, không còn gì nữa chứ.
Khi đêm nằm về mình cũng suy nghĩ, mình lo cho ba mẹ không biết sau này tương lai mình gì đâu, có lo được cho ba mẹ hay không thì mình chỉ biết là mình cố gắng thôi. Rồi về anh em mình lúc trước mình với ông Quy cũng nhắn tin với nhau rồi, nó hơi giờ anh không có vốn làm YouTube giờ sao Quy, nó hơi giờ về là về luôn đi anh, có nhiêu bao nhiêu thật sự luôn, mình bỏ ngang tất cả mọi thứ, mình chịu hết nổi rồi mình đi về, mình ở rể được 2 năm rồi, xong thời gian sau thì mình về chắc khoảng thời gian từ 2019 đó về sau chắc bạn cũng biết rồi đúng không. Mình chỉ mong kể ra rồi các bạn đồng cảm và thấu hiểu cho mình, chứ không phải kể ra rồi ghét bỏ nhau, không phải vậy. Với lại bây giờ kiểu như bây giờ 9 người 10 ý mà sống nó có vừa lòng thiên hạ đâu rồi, ai thương ai ghét thì ai thương thì mình mừng, ai ghét mình cũng cảm ơn luôn, tại vì bây giờ mà sống mà để vừa lòng các bạn thì không bao giờ được. Khi mình kể ra lại muốn cho các bạn đồng cảm và thấu hiểu thôi, chứ không phải kể ra rồi để ghét lẫn nhau. Mong một chuyện sao mình kể rồi bỏ qua tất cả mọi thứ, em tiếp tục làm video cho các bạn xem. Nhưng mà cái lúc mà mình kể bạn nghe là cái lúc mà mình đi về đây á, mình cũng vẫn năn nỉ người trước là về đây với mình, tại vì mẹ mình có mình à, làm sao mình ở ghế được, tại ở dưới mình thương con mình cũng gắng chịu đựng, mình đi làm tất cả mọi thứ để lo cho con mình. Mà trong khoảng thời gian mà mình đi làm công ty á, mình không có cho người trước đi làm, mình không có cho vợ mình đi làm, ở nhà chăm con thôi, còn tất cả mọi thứ là tôi lo hết, cho dù mà tôi có làm cái gì nữa tôi cũng phải lo thôi. Rồi cái lúc mà mình về á, mình về trên này rồi mình cũng vẫn còn năn nỉ, khi mình cũng gắng năn nỉ là lên đây ở chung với mình đi, để mình cho dù mà thiệt sự luôn á, một thằng con trai á, mà khi mà nó thương vợ con nó rồi đúng không, ra đường làm con chó nó có tiền về lo vợ con nó vẫn làm, thật sự luôn. Tôi nói là chắc mấy ông cũng mong hiểu đúng không, cho dù mà còn ngoài mình kêu làm con chó hay nữa mình vẫn về lo vợ con được, vẫn làm. Thì mình về đây mình năn nỉ xong nhưng mà người ta không chịu lên mọi người, cái thời gian sau đó thôi, nhưng bây giờ chắc duyên nợ mình tới đây chắc cũng chấm hết rồi, thôi mình cũng gán về, không giờ mình không còn vợ con mình nữa thì mình lo cho ba mẹ mình. Thì cái động lực lớn nhất của mình lúc đó là ba mẹ của mình. Lúc trước mình về đây mình làm không ai hiểu được cái nghề mình là như thế nào, người ngoài nói với ông nội bà nội, nói với ba mẹ mình xong cái về chửi mình đánh mình. Nhưng có nhiều bạn từng ghé mình nhà mình chơi cũng nghe cái câu chuyện của mình rồi, ba mình kể. Rồi thời gian sau mình kiểu như mình thấy không còn duyên nợ nữa thì thôi, mình đi về đây rồi mình cố gắng mình làm. Thì mỗi tháng mình làm bao nhiêu thì cũng vẫn gắng chu cấp cho con mình đầy đủ, chứ mình không có. Nhiều khi các bạn comment nói thằng này nó có con, nó buồn bỏ con, nó bỏ vợ nó. Thật sự một điều là hổ dữ không bao giờ ăn thịt con. Không, thật sự. Cho dù mà vợ mình nó không thương mình nữa nhưng mà vẫn còn con của mình. Cho dù mà bên kia không có mà chăm sóc bé nữa thì ở đây tôi vẫn lo cho con gái tôi đầy đủ từ A tới Z. Không, thật sự. Những người xung quanh nhà mình vẫn biết mình như thế nào, chứ không phải là mình ruồng bỏ hay là gì kia. Cái đó là tất những cái người ghét mình người ta mới làm vậy thôi. Không, thật sự luôn. Độc hồn độc miệng thật sự. Tại vì các bạn không có trong hoàn cảnh người ta, các bạn không có hiểu được người ta trải qua cái gì. Nếu các bạn thắc mắc là những vết sẹo trên người của mình như thế nào thì các bạn comment nha. Tại vì tem mình cũng có thằng bị sẹo này kia, tất cả mọi thứ nữa gì mình kêu nó ra đây mình hỏi có bị gì cho các bạn hiểu hơn. Tại mình chỉ nghĩ đơn giản là các bạn xem mình là những cái video hàng ngày. Tôi biết là có nhiều người ta không quan tâm tới chuyện đời tư đâu, còn có nhiều người thích soi mói này kia, nói này kia rồi moi móc chuyện cũ lên hoài. Tại vì bây giờ nếu mà sống nó vừa lòng thôi, sống có người thương ghét đúng không, tôi không quan tâm tới. Cái nỗi sợ lớn nhất của người đàn ông là gia đình, chứ không phải người kia. Người ta chỉ sợ là ta, nếu mà bây giờ nếu mà nói gì quan trọng là chỉ có tem mình với ba mẹ mình, con mình thôi. Còn đối với cái người kia đó, mình chỉ giận hết duyên hết nợ rồi. Mùa cái khoảng thời gian mà ở dưới không cực lắm. Bây giờ người ta nói một cái câu như thế này, nếu mà cái người trước mà có cái, nếu mà cái người yêu của mình á, sau khi chia tay rồi nếu mà người ta tốt đó, thì nên kể, còn xấu thì im lặng, đúng không?
Vậy là nhiều khi mình cũng muốn kể cho các bạn nghe đó, mà bây giờ kiểu như quá khứ mình không có tốt, mình kể rồi chi, cho người ta cười mình thấy gì. Nhưng mà không sao, nếu có thắc mắc thì mình sẽ kể cho bạn nghe để các bạn hiểu hơn thôi. Chứ mà có vợ con mà ai muốn khoe đâu, đúng không? Không, mà cũng có nhiều, mình cũng có thôi nhiều chương trình kiểu như giữa mẹ và vợ thì mình nên chọn ai. Thì cũng có nhiều người người ta chọn mẹ, cũng có nhiều người ta chọn vợ, kiểu như chỉ có vợ theo mình suốt cuộc đời. Nhưng mà nếu mà đúng là suốt cuộc đời thiệt, mà nếu mà sau này cho dù hết duyên hết nợ nữa cũng không ở chung với nhau luôn. Thì trước mắt là còn gia đình, ai còn người thân bên cạnh thì trân trọng đi, đúng không? Cuộc đời đâu đón trước được điều gì đâu mọi người. Thì hôm nay sớm tranh thủ xuống bên đây mà nói chuyện với mọi người nhé, các bạn hiểu không thôi. Chứ nhiều khi các bạn thắc mắc mà các bạn không biết được câu trả lời, các bạn cũng khó chịu đúng không? Tôi biết là bạn cũng biết, cũng muốn nghe tôi nói, nhưng mà không gài bạn công chuyện nên mình không có sắp xếp cái công việc thời gian của mình để kể cho các bạn nghe nhiều hơn. Nhiều khi các bạn cũng lướt tiếp tớp, các bạn cũng thấy cái video người đó lên nhà mình, thì cũng đơn giản thôi, thì cho lâu mẹ mình nhớ cháu thì nhắn tin, mẹ mình thì không còn liên lạc với người kia, chỉ có mẹ mình là nhắn tin theo lâu nói với bên kia là lên cho thăm cháu này kia, chơi này kia thôi. Thì nhiều khi cũng có mấy ông cũng tranh thủ ghê, lên thăm tôi rồi đã cái gặp người kia xong cái quay clip lại đăng nói này nữa kia. Thật sự lúc mấy bạn làm vậy mốt sao lên chơi nữa, đúng không? Lên là phải có khoảng cách nữa rồi. Nhưng mà thôi, cuộc sống mà có này có kia đúng không, chứ đâu có thể nào mà hoàn thiện hết tất cả mọi thứ. Tôi thì cũng không có tốt đẹp gì mấy, nên thôi ai không nghĩ sao nghĩ. Vậy tùy theo mọi người nhận thức thôi, chứ bây giờ nếu mà bây giờ ép buộc đâu được gì, đúng không mọi người? Nói chuyện giờ mũi chết quá trời luôn. Tâm thoát thì giờ này thời gian cũng qua nhanh lắm mọi người, cũng gần 3 năm rồi đúng không? Các bạn đồng hành với tôi bao lâu rồi? Nói chung là cuộc đời phải có sóng gió. Không mà thiệt, hôm nay tâm tay tôi đủ chuyện như đỡ cho mọi người. Cuộc sống mình đâu biết đâu thể nào mà biết trước điều gì. Còn bên nhau ngày nào thì trân trọng người đó, biết đâu một ngày sau có chồng có vợ thì tan rã hết là sao, đúng không? Không biết mấy đứa tem mình sao, nhưng mà đối với mình suy nghĩ sâu xa lắm. Chứ có khi mình nghĩ tới cái chuyện mà sau này nếu mà mình một mình rồi mình sao ta, hay là mình làm này mình làm kia, hay là mình có còn tiếp tục cái công việc nữa không. Thôi thì bây giờ cố gắng được ngày nào hay ngày nấy, chứ sau này đâu có biết được là ai còn ở lại với ai đâu. Nói chung là sớm giờ nói chuyện mà cũng nhiều, thì mình cũng sẽ đi về thôi mọi người ơi. Thì đây sắp tới cũng không biết xảy ra chuyện gì đâu, nhưng mà quan trọng là sau cái chuyện gì đó là biết ai còn ở lại với mình, ai còn thương mình, ai ghét mình. Ai thương mình thì mình trân trọng, còn ai ghét mình thì cho ghét luôn. Chứ giờ đâu có thể nào mà sống vừa lòng hết tất cả mọi người, đúng không? Không, mà nghĩ thấm thoát thời gian cũng qua nhanh lắm mọi người. Thôi ráng tranh thủ ha, yêu thương được ngày nào thì yêu thương ngày đấy, chứ đâu có đón trước được điều gì đâu. Mấy nay mưa nắng thất thường, các bạn chú ý sức khỏe một xíu nha, ráng ăn uống đầy đủ vô. Cho dù sau này như thế nào đi nữa thì tụi tôi vẫn còn yêu thương nhau, tem vẫn còn ở bên nhau thôi. Thôi bây giờ mình sẽ kết thúc video tại đây. Cảm ơn tất cả mọi người dành ra những cái thời gian quý báu dành cho mình để mình xem hết cái video này. Mong sao cái chuyện này các bạn còn ở lại với mình, thông cảm và hiểu hơn. Mình cũng sẽ cố gắng ra thật nhiều video hay, để sau này các bạn có ghé thăm tem thì có cái để kể cho nhau nghe. Cảm ơn tất cả mọi người. Bao nhiêu năm rồi làm gì và được gì, ngày tháng sao vội đi đôi khi không như ý. Chúng ta bao nhiêu năm...